Xin chào các bác đang tham gia cảnh bên em nhá. Em có cái bộ dây loa này để phục vụ cho những bác nào ví dụ mà loa mà có cái cầu xoáy xiết cái thứ này thì dùng những cái dây này này. Đấy, cái này thì rắc của nó cầu này cầu đồng nhá các bác nhá. Đấy thì mình có thể về mình kẹp vào. Đấy, mình kẹp vào cái phần âm ly hoặc là loa đó cho nó chắc hơn. Đấy. Đây. Một bên dây này của nó rơi khoảng là 3 mét các bác nhá. Một bên dây khoảng 3 mét. Tức là hai bên nó khoảng 6 mét. Tổng hai bên khoảng 6 mét. Đấy. Những cái dây này thì nó sẽ rất là ok, chất lượng ổn định. Đấy, cái dây này thì bên trong nó có một cái lớp bên trong có nhà đây này. Bên trong nó có một cái lớp giảm nhiễu. Đấy, bên trong có một lớp giảm nhiễu rất là tốt. Đấy, cái dây này em bán rất là nhiều rồi và rất là nhiều các bác sử dụng và đều phản hồi rất là tích cực, chất âm nó sạch hơn và nó hay hơn. Đấy, nhiều khi loa của các bác là loa xịn, âm ly cũng là âm ly xịn nhưng dây của các bác nó chưa tốt thì chất âm nó cũng chưa được phát huy tối đa hiệu quả đúng không ạ? Đấy, dàn đẹp, loa đẹp, âm ly đẹp nhưng mà phải có thêm một cái dây nó chất lượng một chút thì nó sẽ hay hơn. Cái tiếng nó sẽ hỗ trợ vào đó, nó sẽ giúp một phần tiếng sạch hơn và nó hay hơn, nó không bị nhiễu. Đấy thì các bác có thể dùng những cái dây như này. Đấy thì nhiều bác mà là anh cần gì phải mua những cái dây như này, anh lấy cái dây điện được. Bảo vâng, các cái dây điện thì các bác lấy cũng được đúng không ạ? Dây điện đấu cũng được, nó cũng sẽ có tín hiệu vào và nó cũng ra nhạc thôi. Nhưng mà để nó sạch tiếng hay không, nó trong hay không, hay hay không thì đấy là một chuyện khác đúng không ạ? Thế tại vì sao người Nhật người ta lại phải sản xuất những cái dây như này làm gì đúng không ạ? Nước ngoài hay là Mỹ, Miếc, Hàn Quốc, nói chung là một hãng âm thanh nào của nước nào đó người ta sản xuất các cái dây này để làm gì đúng không ạ? Không phải tự dưng người ta sản xuất cái dây làm gì, người ta không lấy luôn cái dây điện cho nó nhanh đúng không ạ? Bởi vì cái dây điện nếu các bác dùng nhá thì cái trở kháng nó sẽ bị tăng. Đấy, mà trở kháng nó tăng thì nhiều khi nó dẫn tới âm ly nó bị nóng và chạy nó sẽ không ổn định. Đấy. Đấy cũng là cái lý do tại sao mà người ta phải sản xuất dây loa riêng. Đấy, mà cái dây này tại sao người ta không dùng cho dây điện đi? Đúng không ạ? Đẹp mà to này không dùng cho dây điện. Nhưng không dùng được bởi vì cái dây này nó dùng mà nó sẽ bị cháy ngay. Thứ nhất là nó cháy dây, cái thứ hai là còn ảnh hưởng đến cái thiết bị điện tử của mình và các thiết bị mình đang sử dụng, đúng không ạ? Thế nên là người ta phải tính toán riêng, tức là dây loa riêng và dây điện riêng. Dây loa làm sao phần trở kháng nó phải đủ khi mình phối một loa, nó không bị thừa thãi và nó không bị dư quá, nó làm ảnh hưởng đến âm ly. Đấy. Cái dây này của em thì nó cũng không phải là cái hạng gọi là siêu sao đỉnh cao gì cả. Nhưng để mà dùng cho những cái bộ dàn mà tầm khoảng 5 60 triệu, 100 triệu đổ xuống thì em nghĩ là dùng ok. Chất âm nó rất là ổn định và rất là hay. Đúng không ạ? Đấy. Thương hiệu thì là một thương hiệu của USA, là của Mỹ quá nhá. Đây là thương hiệu của Mỹ nhưng mà được gia công sản xuất tại nước thứ hai, đó là Chile. Đấy. Nhưng mà các bác yên tâm, dây này thì em bán cũng rất là nhiều rồi và khách hàng nhà em dùng cảm thấy rất là ok và ưng ý. Đấy. Ví dụ như em dùng mà em bảo hay, em bán hàng mà em dùng em bảo hay thì nó là cái điều phi lý đúng không ạ? Nhưng mà khách hàng nhà em một bác dùng thì còn cảm thấy tức là bán tin bán nghi. Nhưng mà nhà em bán cả 100 bộ dây như này rồi, thậm chí cả 200-300 bộ rồi mà khách hàng cảm thấy ưng ý thì là quá là ok. 10 bác ví dụ dùng mà còn cảm thấy ok thì mình còn phân vân đúng không ạ? Nhưng mà đã 200 đến 300 người mà sử dụng rồi, em bán đến 200-300 bộ như này rồi các bác nhá, không phải bán một bộ như này mà bán tới 200 đến 300 bộ như này rồi. Đấy. Mà các bác phản hồi đều rất là tốt, chơi đầm hay thì chứng tỏ là nó phải tốt đúng không ạ? Đấy, nó không phải là cái gì, nó là hạng siêu sao đỉnh cao gì cả nhưng mà 200 người đến 300 người mà đã dùng rồi mà cảm thấy ưng ý, chất âm sạch hơn, tiếng hay hơn thì em nghĩ là nó sẽ là tốt. Đấy. Còn với cặp này thì 6 mét dây này thì các bác chỉ bỏ ra mức giá là bao nhiêu ạ? Vâng, có 200 30.000 thôi các bác nhá, 230.000. Đấy thì bác nào mà chốt bộ này thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. 230 các bác nhá. Vâng, xin chào các bác.